Màu này nó đẹp lắm. Đỏ, bạc, đen. Nó kết hợp 3 màu ha. Cho cả nhà xem dạng đầu em nó nè. Ở đây nó có một cái dãy led tia sét ở trên dài xuống đó cả nhà. Rồi có một cái những cái đèn led đó trong nhỏ nhỏ trong cái mí này nữa nè. Bên đây cũng vậy nữa nè cả nhà. Thì đèn AB là ban đêm sáng, sáng rất là sáng ha. Nó sáng hơn cái đèn của mấy chiếc xe khác nha cả nhà. Chào cả nhà đến với kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình đến cửa hàng Head Honda Thanh Nhã ha. Thì cửa hàng Head Honda Thanh Nhã là địa chỉ ở số 454 đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Số điện thoại là 02773 772 909 nha cả nhà. Hôm nay xin mời cả nhà theo mình vào bên trong quay chiếc AB 125 ha, phiên bản màu đỏ bạc đen. À, phiên bản này 2025 nha cả nhà. Rồi đây thì mặt tiền cửa hàng ha. Thì xin mời cả nhà cùng theo mình vào bên trong nha. Rồi đây là nhân vật chính ngày hôm nay đi cả nhà. Đó, chiếc này là chiếc Honda AB 125 phiên bản 2025 nha cả nhà, phiên bản mới ha. Hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình review em nó nha. Đó, xem em nó như thế nào, thay đổi ra làm sao ha. Đó, cả nhà thấy cái màu rất là đẹp nha. Rồi mình quay một vòng từ đầu tới đuôi cho cả nhà xem, rồi một chút mình sẽ vào chi tiết ha. Đó, chi tiết em nó như thế nào nha. Rồi đây, đây là đuôi em nó đây. Đó, thì cả nhà nhìn thấy em nó rất là đẹp ha, màu rất là đẹp, kết hợp phối quá trời đẹp luôn. Đỏ nè, kết hợp với đen. Rồi kết hợp với bạc nữa, đỏ, đen, bạc. Còn gọi là đỏ, bạc, đen đấy cả nhà ha, cũng nói ha. Đó, cả nhà nhìn thấy cái mỏ dẻ nó. Thì ở trong màn hình á thì nó đỏ nó hơi tươi tươi nha, ở ngoài nó đỏ đô nha cả nhà. Ở ngoài cái màu đỏ này đỏ đô lắm, đẹp lắm ha, đó. Rồi. Thì hôm đó em nó mới về nè, mình quay mình chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Đó, cả nhà nhìn thấy em nó như thế nào? Phiên bản này là phiên bản 125 nha cả nhà. Đó, 125 ha. Có chữ mạ bờ rơm 125, rất là đẹp. Ở bên má bẩn ha. Thì cái phiên bản này nó giống giống như phiên bản AB 125 cái clip trước mình quay nha cả nhà. Quay 100 phiên bản 160 ha. 160 á thì cái màu này á thì nó lại là màu xám xi măng. Đó, còn 125 á thì phiên bản này á thì lại là nó màu bạc á cả nhà. Đó, nó màu bạc. Nó cũng tự tựa nhau vậy đó ha. Nhưng mà mình nhìn đi nhìn lại mình thấy cái màu này nó đẹp nhất nha cả nhà. Nè cả nhà thấy, nhìn kỹ nha. Cả nhà thấy hai con mắt nó rất là to ha. Hai mắt nó to, nó cắm xuống đường nè. Nó nên cả nhà, nếu mà cả nhà hôm nào á, chắc tối cả nhà có chiếc AB ai cả nhà mượn, cả nhà mở thử đi, cái đèn AB nó sáng dữ lắm. Nó sáng mà nó chụp xuống đường nhìn rõ ràng lắm cả nhà ha. Nó nè, vô chi tiết ha. Rồi mình vô chi tiết nha cả nhà. Thì cái dàn đầu AB thì ở trên nó kết hợp màu đen bóng nè, màu đỏ bóng ha. Đó, nó có cái mỏ, cái mỏ này cái mỏ cũng màu đen luôn nha, màu đen bóng luôn, rất là đẹp. Đó, chạy dài xuống thì cái mặt nạ nó kết hợp giữa màu đen và màu đỏ. Thường thường kết hợp với đỏ đen là nó đẹp rồi cả nhà. Thì đợt này AB kết hợp thêm cái màu bạc nữa, cái đỏ bạc đen ha, nhìn rất là tuyệt vời luôn. Cái màu này nó đẹp làm sao ở trong màn hình cả nhà thấy nó không có đẹp ha, ở nhà ra ngoài cả nhà nhìn thấy nó đẹp lắm ha. Rồi rồi mỏ dẻ em nó thì vẫn là màu đỏ, màu đỏ, đỏ đô nha. Ở trong camera tại có ánh đèn sáng đó cả nhà, dạ lên màu đỏ tươi ha, nhưng ở ngoài màu đỏ đô ha. Đó, rồi thì heo, heo dầu Nissin màu bạc ha. Đó, thì phiên bản 125 cả nhà không có ABS ha. Đó, phiên bản thắng thắng kết hợp, còn gọi là thắng CBS đó cả nhà. Đó, mình bóp thắng sau, thắng trước hỗ trợ ha, nó hỗ trợ nhẹ thôi, nó gá thôi ha, còn gọi là thắng CBS. Còn ABS thì nó có cái bánh răng này cả nhà. Rồi thì cả nhà thấy em nó như thế nào nè, cho cả nhà xem cái dàn đầu nha. Dàn đầu em nó đi, nó dàn đầu em nó thì cái mặt đồng hồ vuông, hình chữ nhật vuông thôi, nhỏ rồi gọn thôi ha. Hai nút, mình nút reset đồng hồ.
đó. Thì cả nhà nếu mà muốn reset đồng hồ á, thì chỉnh hai nút này ha, chỉnh hai nút này đó. Thì cái dàn đầu AB á, nó không 125, nó không có cái mão cao lên nữa cả nhà, mão mão dựng lên hay vậy ha, không có, nó bằng tháng như vậy nè đó ha. Đó. Cách nhận biết đầu tiên là chỗ đó ha, cái mão cái chỗ ốp đầu nè, đây nút đề tắt mở động cơ tạm thời đó. Bên đây thì cốt pha kèn nhan rồi, không có nút bắt xin nha cả nhà, không có nút bắt xin ha. Thì em nó có chìa khóa mất cây rất là an toàn, kết hợp với mở yên, nó bình xăng là được dời xuống dưới này luôn, nên cả nhà cái cốp rất là rộng nha. AB 125 cốp rất là rộng luôn. Thì một chiếc xe tay ga như thế này á, có cái cốp rất là rộng á, thì quá là tuyệt vời rồi. Một chút mình sẽ cho cả nhà xem nhãn năng lượng ha, nhãn năng lượng một chiếc AB phiên bản 2025 này ha. Nó nha, động cơ này cả nhà, động cơ là ESP cộng ha, động cơ ESP cộng thì động cơ 4 quan thế hệ mới ha, thế hệ mới 4 quan rất là đẹp, rất là chắc chắn ha, rất là chạy rất là mạnh mẽ. Rồi đây, đây là đồ gác chân, AB 125 phiên bản 2025 ha. Thì đây trong đây là cảm biến, trong máy nè cả nhà, nó chân chống thì chân chống điện ha, chân chống điện. Đó. Đây, cả nhà thấy cái đuôi, AB, cản AB màu đen bóng luôn nha. Thì chiếc AB này mình thấy toàn bộ là màu bóng nha cả nhà. Thì cả nhà biết màu bóng nó rất là sạch sẽ, nó rất là sang, mình rửa nó sạch lắm, nó dễ sạch lắm. Ha. Đó, còn cái màu đen nhám á, ví dụ như màu màu nhám đi. Cái màu nhám nó tối tối nha cả nhà ha. Thì cái màu nhám nó tối lắm. Còn màu bóng thì nó rất là sạch sẽ, nó sáng ha. Thì cả nhà biết AB thì nó hai phục. Hai phục nó cân bằng rất là tốt ha. Rất là vững vàng, chắc chắn. Qua những cái G á, thì rất là im dịu ha. Đó. Đây, đuôi AB nữa nha. Rất là đẹp ha. Đây, mâm AB. Mâm AB thì mâm 5 cây hình ngôi sao nha cả nhà. Rất là đẹp. Nè, vỏ của AB. Vỏ mới kéo luôn, có cái gảnh cái lằn chỉ màu đỏ nè. Với màu trắng ha. Rất nhìn cái xe nó rất là đẹp. Cái vỏ nhìn cái vỏ nó cũng đẹp nữa cả nhà. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Cái này phanh tăng trống ha, phanh tăng trống. Cả nhà thấy máy nè. Máy của Honda mới kéo luôn. Nhìn cái nước nhôm, nước gang cả nhà nhìn thấy nó mới luôn ha, mới chát luôn. Đó. Đây là bộ e nha cả nhà. Đây là động cơ, lốc nồi. Đó, lốc nồi ha. Thì mình thấy màu này đẹp quá cả nhà. Thì đây bô nè. Bô cái AB 125 hay nó tự tựa như bô một cái AB 160 ha, rất là tự tựa, rất là giống. Cái hình thể nó giống vậy nha cả nhà. Nó để quay xa cho cả nhà xem. Cho cả nhà xem ha. Rất là tuyệt vời ha. Nó đây là đờ mod nè cả nhà, đờ mod của AB hai cái ha, hai cái. Ôi, thân đĩa bóp này rắc 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 cả nhà, rất là tuyệt vời luôn. Nó đây mình xin dỡ cấp yên, cho cả nhà xem coi cái cấp yên của AB mới này nó có thay đổi gì không ha. Rồi mình xin dỡ nha cả nhà, dỡ lên. Thì đầu tiên mình vô cái da yên đi, cái da yên thì nó được mai chỉ màu đen, ở trước thì nó làm nhám ha, nhám ở sau cũng nhám nữa, mà nhám nhám ô ô ha, ở sau nhám ô ô ô ô sọc sọc, còn trước thì nhám mịn luôn ha. Đó. Còn ở trước này thì cũng nhắm ô ô luôn nha cả nhà, nhìn cái xe mà nó rất là sang ha. Đó, nó kết hợp với màu nhắm nè, nhắm mịn và nhắm ô ô đó, rất là tuyệt vời luôn. Rồi mình giả cúp yên nha cả nhà. Đó. Đây cúp yên của AB 125 phiên bản mới nha cả nhà, 2025 ha. Sách hướng dẫn sử dụng, đây là hai cái kiến nè. Thì trong này có hai cái hộc luôn nha cả nhà, cái cốp rộng lắm. Cái nhà mà dỡ cái biến chặn này lên á thì mình để đồ từ trước tới sau trong cái hộc luôn ha. Nếu mà cả nhà mà phân chia đồ đạc ra đó, thì cả nhà để cái miếng này vô. Đó, chặn lại.
thì chặn lệ nó có một cái khoảng ở sau vậy ha, như một khoảng ở trước để tách biệt, để mình để những cái đồ khác nhau á cả nhà ha. Rồi ví dụ như ở trước thì cả nhà để cái giỏ hay laptop hay gì, ở sau thì cả nhà để bao tay máy kiếm đồ đó, nó chia được hai cái ngăn đấy cả nhà ha. Rồi AB này thì 125 này thì đợt này thì có cái đèn sơ cớp nữa cả nhà, rất là tiện. Thì buổi tối cả nhà mở cớp ra thì đèn này nó có ánh đèn ha, nó sáng cho cả nhà dễ lấy đồ, dễ lấy những cái vật dụng ở trong cớp mình ra nè, rất là tuyệt vời. Rồi khi giấc tối mình thấy mình muốn lấy cái món gì á, trong cớp mình để rất là nhiều mình không thấy ha, thì mình phải mở cái đèn điện thoại lên, đèn LED. Thì bây giờ thì AB đã hiểu được cái điều đó, cho mình một cái đèn soi cớp luôn đó. À, đây là cái cổng sạc nữa nè cả nhà, cổng sạc điện thoại luôn ha. Thì cả nhà sạc điện thoại trong này luôn, nó rất là tuyệt vời, không còn thiếu cái gì hết đó cả nhà. Đó, quá trời tuyệt vời luôn ha. Thì yên của AB thì có cái chìa khóa nè, chìa khóa chụp vít đồ mở bugi ha. Rồi thì mình xin phép mình đẩy yên lên nha cả nhà, đẩy yên ha, thùng yên rất là rộng cả nhà, rất là tuyệt vời. Rồi thì cả nhà chưa đăng ký kênh á, hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh ha, và cho mình xin một like nha. Nếu video hữu ích thì cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Rồi đây là cái lẫy nè cả nhà, đây có cái lẫy nữa nha, đó rất là tuyệt vời luôn. Thì mình nhìn đối cho cả nhà nhìn xem kỹ lại đối diện chiếc AB phiên bản 125 hoàn toàn mới ha. Thì một chút xíu báo cái giá luôn, cái giá thì giá tham khảo nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy rất là đẹp ha, tuyệt vời. Thì trong các màu thấy màu này đẹp nhất nha cả nhà. Đó, rồi vô nén năng lượng nha, năng lượng của AB là 2.14 nha cả nhà, 2.14 tức là 2 lít 1 lẻ 4 thì chưa được 2 lít 2 cả nhà, chưa được 2 lít 2 ha, trên 100 km. Với cái động cơ ESP cộng thế hệ mới như thế này thì rất là ok, tuyệt vời ha. Đó, gần 2 lít 2 trên 100 km. Thì cả nhà biết động cơ thế hệ mới thì nó mạnh mẽ, nó hoạt động rất là trơn tru, nên cái tiêu hao nhiên liệu nó hơi khá một tí ha. Đây, thì trong này có cái dẻ con rất là cứng cáp cả nhà, dẻ con trắng bụng ha, nó rất là cứng cáp luôn, tuyệt vời quá. Rồi thì còn gì nữa không ta? Đó, thì AB nó còn mấy màu nữa cả nhà, phiên bản 125 160 ha. Thì để mình làm từ phiên bản để cả nhà xem ha. Đó, mình quay chi tiết cận cảnh từ cho cả nhà dễ xem ha. Còn mình quay lượt 4-5 chiếc á thì cả nhà thấy đâu có kỹ ha, chỉ nhìn sơ qua thôi. Rồi thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình ha. Rồi mình hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Cả nhà cứ yêu mến xe gì hay để lại comment nha, mình sẽ chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Rồi đẹp quá, mình thấy màu này đẹp quá cả nhà. Đó, mình quay hoài á, cho cả nhà xem, tại vì mình thấy màu này đẹp nè, đẹp nhất nè. Cái màu xám xi măng thấy gì chứ nó không đẹp bằng cái màu bạc nha cả nhà. Cái màu bạc nó trầm trầm mà nó sang nha. Màu xám xi măng đó nhiều người thích, nhiều người không thích ha, tại vì nó xanh xanh mà nó xám xám đó. Đó, còn màu bạc này thì nó ra màu bạc nha cả nhà, bạc là bạc nên cả nhà thấy nó rất là chất ha, rất là chất. Rồi cảm ơn cả nhà nghe, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha, bye bye cả nhà. À, xin lỗi mình quên báo cái giá nữa. Thì cái giá của em AB này á, phiên bản 2025, thì mình nói phiên bản 2025 nha cả nhà, tại vì cả nhà biết là cũng qua hơn nửa năm rồi ha, đã sắp tới phiên năm 2025 rồi, thì phiên bản này thay đổi nữa, màu hoàn toàn mới nữa, thì mình gọi phiên bản 2025 ha. Thì em nó có giá là 4x, thì mình báo ít nha cả nhà, báo ít thì cả nhà tham khảo ha. Số điện thoại mình để lên phần mô tả nha, còn không thì mình để ở đầu video đó, mình quay mình đọc ở đầu video cả nhà. Cái nhà liên hệ ha, liên hệ để được chốt cái giá, chờ cửa hàng tư vấn cho mình cái giá tốt nhất ha. Thì mình báo này cái giá tham khảo thôi, nó dao động tùy theo thời điểm, nó cũng chưa có chính xác cho mấy cả nhà. Đó, mình xin nhắc lại ha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều,
thì em nói là giá là 4X lớn nha cả nhà, 4X lớn ha, 4X lớn là trên 45 nha, trên 45 ha, nó thì nằm đoạn khoảng 46, 47 ha, 46, 47, đó, rồi, thì cái nhà chi tiết thì liên hệ số điện thoại để được chốt cái giá tốt nhất nha, chính xác nhất luôn. Rồi, bye bye cả nhà nha, bye bye.